Bên dưới.
Thank you.
Bà đi chợ bà vào chơi nhưng mà bảo bà ở chơi bà lại không ở. Bà bà...
mà cháu con này đóng cái mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây này. Thank you.
Con mấy giờ đấy? Mặt trước. Sao vui nhỉ? Đi rồi. Cái túi này bao nhiêu? 50 ngàn. Anh có đâu? Đây chỗ ai bảo đi đấy. Mày nói mà lưu. Đâu lấy ở đâu mà nhiều thế? Ở trên rừng nghe hả? Ở trên rừng hoa. Vâng. Trên này là nó ra tự nhiên ở chuối ấy. Cái này không, cái này ở trên rừng ấy, không ở trên rừng á, nhưng mà cũng giống ở chuối. Chuối trước quấn có nhưng mà có cái mật hoa két, nhưng ai loại mít mật, nhưng mà ai có nó cái lái đó bên đảo bằng lái nó bằng bằng đó là ở đây còn đến đây
Chòi mũi chòi mắt. Trên này có ba tải nữa. Ba tải ở trên là ba nhà thành này kia. Con này gọi là bao liệu. Chanh chanh. Ơi, đúng rồi. Ngon lắm. Ngon cả. Đi nắng à? Đi nắng rồi.
khai máy, khai máy quay nãy rồi. Ô ai mà chị lại hai con đó. Ông con này lấy mấy bạn mà tối không?
Con mua ở đây à?
tung á. Thằng ba nhớ đến cháu. Mỗi cái anh ba nhớ đấy. Mỗi cái anh ba nhớ. Bán thế nào? Ở trong nó có một cái hạt gì đấy.
Thank you.
kinh. Quả này cân bao nhiêu chị ơi? 30 cân. Lấy hết cho xem được không? Thank you.
có. Dạ, còn sống hết. Lấy một con này. Bao nhiêu tiền cơ đây? Lấy con này. Ăn con này ngủ lại. Ôm lại đây nè. Bà na, bà cái này bao nhiêu cân? 50. Cân bao nhiêu? 50. Bên này bán rồi. Mua rồi. Mà này có 50.000 à? Cái này hùng tiền.
giao nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.